Thế vào gần chục tỷ nhưng à? Nhưng mà anh có thấy nó có rẻ so với để tiền rẻ với em không anh? Bây giờ đâu bao gồm là những cái gì em nhỉ? Đây cổ với môn là bao gồm những gì nhỉ? Cái sập này này, một cặp tủ này, một chiếc bình phong và bộ gỗ, một bộ ghế gỗ chắc như thế này. À, bây giờ như anh để ý ở đây này thì có thấy là cái sập này rất giá trị nhá. Dạ. Cái sập này đã định giá là khoảng đôi 3 tỷ rồi. Ừ. Cái tấm bình phong kia cũng phải khoảng tầm độ đôi 3 tỷ nữa là vào đâu là khoảng 6 tỷ. Khoảng 4 đến 6 tỷ rồi. Thì dạ, cứ tính quân mình là 5 tỷ đi. Dạ. Thì gọi là gộp vào 5 tỷ đi. Dạ. Hai cái tủ này, cặp tủ này thì giá trị hai cái như cặp thế nào tủ này thì chắc là khoảng đôi tỷ nữa. Đôi tỷ nữa. Thôi cứ tính tỷ rưỡi đi nhá. Đôi tỷ anh cứ tính tỷ rưỡi thôi. Vâng. Là vào bao nhiêu? 6 tỷ rưỡi. 6 tỷ rưỡi này. Bốn cái ghế trúc. Mỏ trúc này thì bốn cái ghế này. Ok, vào khoảng tầm tỷ thì nó vào khoảng 8 tỷ rưỡi à? 8 tỷ rưỡi. Ờ, khoảng 8 tỷ rưỡi 9 tỷ rồi. Thế còn các cái đôn kia các thứ nữa đúng không? Dạ vâng. Ủa thế nó vào gần chục tỷ cả. Thế được chục tỷ không anh? Thế vào gần chục tỷ à? Anh có thấy nó có rẻ, nó vẫn có quá là rẻ mạc so với để tiền rẻ với em không anh? À thực ra thì cái việc rẻ thì nó còn nhiều yếu tố, còn nếu mà để tiền rẻ về mặt vật chất thì nó vô cùng lắm. Có nhiều bạn, không biết là có bao bạn sẵn sàng để làm rẻ vừa có một người vợ đẹp tuyệt vời như thế này, lại còn biết kinh doanh từ rất là trẻ nữa, lại còn có một cái của hồi môn lớn như này nữa, thì bao nhiêu em sẵn sàng làm rẻ thì comment ở dưới nhá.